Xin chào, có phải các bạn đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một ngôi nhà hoàn hảo, vừa hiện đại vừa tiết kiệm đúng không? Hôm nay, nhà Phương Đông sẽ cùng bạn thực hiện giấc mơ đó với mẫu nhà 2 tầng quốc dân mang mã số BT292368. Hãy cùng khám phá từng chi tiết tuyệt vời và sở hữu bộ hồ sơ phần kiến trúc với giá chỉ từ 3.999.000 đồng thôi ạ. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay trở lại với mẫu thiết kế mã số BT292368 hôm nay, ngôi nhà có mặt tiền rộng 8m và chiều sâu là 10,2m, diện tích sử dụng 2 sàn rơi vào khoảng 158m2, với các phòng công năng bao gồm phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Các bạn có thể thấy, công trình này được thiết kế với sự phân chia không gian rất rõ ràng và sáng tạo, mang tới một cuộc sống hiện đại và thoải mái. Ở tầng 1, phòng khách 16,5m2 là không gian trung tâm, là nơi giao tiếp và gặp gỡ của gia đình, cùng các vị khách, bạn bè tới chơi, được trang bị bộ sofa mềm mại, bàn trà, kệ TV, thật tiện lợi để các thành viên ngồi chơi, xem phim, uống trà, trò chuyện thư giãn. Cùng với thiết kế mở liên thông với bếp ăn 18m2 đã tạo ra một khu vực sinh hoạt chung thật rộng rãi và thông thoáng. Nhờ hệ vách ngăn ở giữa nên vẫn có sự phân chia công năng rõ ràng, tăng tính thẩm mỹ cũng như đảm bảo sự riêng tư. Giao thông đi lại rất thuận tiện với lối đi rộng và 2 cửa chính phụ cùng hệ cầu thang ở đây. Các thành viên có thể dễ dàng di chuyển tới nơi cần thiết mà không cần vòng vèo tốn thời gian. Hệ cửa sổ rộng mở bố trí hợp lý, càng giúp thu hút ánh sáng tự nhiên và nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày. Thiết kế nội thất hiện đại và tinh tế, kết hợp cùng với các chi tiết trang trí sáng tạo đã mang tới một không gian tổng thể ấm áp và sang trọng. Màu sắc và họa tiết cũng được lựa chọn một cách cân nhắc để tạo ra cảm giác thoải mái, kích thích sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên. Với 4 phòng ngủ, ngôi nhà thích hợp cho các gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống. Trong đó, phòng ngủ tầng 1 có diện tích 16,5m2, có thể dành cho ông bà để tránh việc phải lên xuống cầu thang nhiều. 3 phòng ngủ còn lại được đặt ở tầng 2, có diện tích là 11,5m2, 9,5m2 và 16,5m2. Các căn phòng đều được trang bị những chiếc giường êm ái, cùng cửa sổ lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên lọt vào trong, tạo điều kiện cho việc lưu thông không khí rất thông thoáng. Đây sẽ là không gian riêng tư cho các thành viên, rất ấm cúng và thư thái để nghỉ ngơi và tận hưởng giấc ngủ ngon sau một ngày dài làm việc, học tập. Vì diện tích hạn chế, nên phương án thiết kế vệ sinh chung là một giải pháp hoàn hảo. Các bạn có thể thấy hai vệ sinh ở hai tầng có cùng diện tích là 4,5m2 và được đặt ở cùng vị trí. Không chỉ rất kín đáo, sạch sẽ, thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày, mà thiết kế như thế này còn giúp việc thi công, sửa chữa các đường ống kỹ thuật được nhanh chóng, tiết kiệm. Chúng tôi cũng thiết kế một khu vực để đặt hệ thống máy giặt, máy sấy ngay ở đây, rất thuận tiện, lại sạch sẽ và an toàn. Cuối cùng, không thể không nhắc tới đó chính là phòng thờ 10,2m2, được thiết kế với sự cẩn thận và tôn trọng. Phòng thờ tuy không quá rộng lớn, nhưng vẫn đảm bảo mọi yêu cầu trong phong thủy, mang tới cho gia chủ không gian ấm áp và tối giản, tạo điều kiện cho sự tập trung và yên bình trong việc cầu nguyện, thờ cúng. Với sự kết hợp của hiện đại và tiện nghi, ngôi nhà này có thể mang tới cho gia đình một không gian kết nối, tương tác và nghỉ ngơi tuyệt vời. Tiếp theo đây, các bạn hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn thêm những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về mẫu thiết kế này nhé. Công trình gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trẻ trung, thời thượng, kiến trúc xây dựng đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế trong từng đường nét, được sử dụng hình khối cơ bản, cột trụ vuông vắn, kết hợp bố cục mạch lạc, khoa học, từng công năng cũng được tính toán phù hợp yêu cầu của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo tính phong thủy và giá trị về mặt thời gian. Sự tuyệt vời còn tới từ cách sử dụng màu sắc, chất liệu, với gam màu trắng làm chủ đạo, làm nền cho các chi tiết phào chỉ, hệ cửa, hệ mái trở nên ấn tượng và độc đáo hơn. Phần chân đế nâng cao, kết nối với sân qua hệ bậc ngũ cấp được ốp gạch sạch sẽ, càng làm ngôi nhà cao giáo, nổi bật. Hệ thống cửa không chỉ có tác dụng lấy sáng tốt, mang thiên nhiên tới gần sinh hoạt của gia đình, mà chất liệu nhôm kính sinh pha còn rất bền đẹp, dễ lau chùi, vệ sinh. Phần mái nhật là một sự lựa chọn hoàn hảo, đang rất được ưa chuộng hiện nay, với các ưu điểm như thoát nước, chống nóng tốt, điều hòa không khí bên trong và bảo vệ công trình hiệu quả. Hệ mái có chi phí xây dựng không cao nhưng độ bền rất lớn. Các kiến trúc sư của nhà Phương Đông còn khéo léo nhấn nhá hệ mái cho phần sảnh chính, ban công để mẫu thiết kế thêm đẹp mắt và mát mẻ. Chúng tôi cũng không quên thêm thắt hệ thống cây xanh, hoa tươi, tiểu cảnh xung quanh để làm mềm thiết kế và thổi hồn sự sinh động, đồng thời mang tới không khí dễ chịu cho gia đình. Bạn có muốn sở hữu công trình này với chi phí tiết kiệm tối đa không ạ? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với hotline của nhà Phương Đông nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.